ngày 11 tháng 10 năm 1962, chiếc tàu gỗ gắn máy đầu tiên xuất phát từ Hải Phòng lên đường vào Cà Mau. Tàu đóng giả tàu đánh cá, chở theo 30 tấn vũ khí tiếp viện cho chiến trường miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Bắt đầu chỉ với 4 con tàu gỗ thô sơ, trọng tải chỉ 35 tấn, cùng 38 chiến sĩ nòng cốt, đoàn tàu không số đã phát triển thành đội tàu vỏ sắt, trọng tải từ 50 tấn đến 100 tấn, rồi tàu vỏ thép chắc chắn 100 tấn. Những con tàu nối đuôi nhau đã vẽ lên tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại. Trong 14 năm, từ năm 1961 đến 30 tháng 4 năm 1975, gần 2.000 lượt tàu thuyền đã di chuyển gần 4 triệu hải lý trên tuyến đường này. Nhờ đó, hơn 150.000 tấn vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật, thuốc chữa bệnh và hơn 80.000 lượt cán bộ chiến sĩ đã được vận chuyển từ Bắc vào Nam. Sự tiếp viện từ hậu phương lớn miền Bắc xã hội chủ nghĩa đã tạo thêm sức mạnh cho tiền tuyến miền Nam. Mặc cho sự bắn phá ác liệt với hơn 1.200 lượt máy bay tập kích và gần 100 cán bộ chiến sĩ đã mãi mãi nằm lại trong lòng Biển Đông. Nhờ đó mà đất nước mới có ngày thống nhất 30 tháng 4 năm 1900. Hải Phòng, nơi khởi đầu của đoàn tàu không số. Hôm nay, hai cựu chiến binh đã cùng nhau quay trở lại Bảo tàng Hải quân Việt Nam để gợi nhớ những kỷ niệm trên những chuyến đi biển đầy bão táp năm xưa. Để được nhìn thấy con tàu HQ-671 hay còn được biết đến với số hiệu C-41-641, con tàu duy nhất còn lại của đội tàu không số. Con tàu là một phần lịch sử làm nên huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển. Nói tóm lại là đi qua vùng biển nào thì đi qua thay số vùng biển đấy hoặc là lưới vùng biển đấy để cho nó phù hợp với dân đánh cá ở vùng ấy. Thế hoặc là anh em đi chuyến đầu tiên thì cứ thấy sĩ quan người ta bảo mình làm. Chẳng hạn như là lên quan sát, rồi là lái thì ngồi lái, quan sát thì thấy có vấn đề gì đó, báo ngay, trưởng ca ngay. Để đấy khai, cho nên là trong quá trình đi để bảo mật thì nó chống lại, anh em cũng ý thức được cái chuyện đấy. Mà lính trẻ thì tiếp thu nhanh lắm. Còn với cựu chiến binh này, ký ức về chuyến đi đầu tiên, bước chân lên tàu để chở hơn 60 tấn vũ khí vào miền Nam như mới hôm qua. Ông cũng không thể ngờ rằng chuyến đi đầu tiên vào Nam cũng là chuyến đi cuối cùng của mình cùng với những đồng đội trên tàu 645. Được hóa trang kỹ càng đi trên hải phận quốc tế để qua mặt máy bay tuần tra của địch. Thế nhưng, ngày 23 tháng 4 năm 1972, khi chỉ còn cách Phú Quốc 60 hải lý, tàu nhận được điện báo từ Bộ Tổng Tham mưu, biến động. Đoàn tàu chuẩn bị quay mũi để trở lại vùng biển quốc tế thì đã bị bảo vệ chú phía. Tức là đã quản chế đèn lửa rồi, chuẩn bị là trả hàng đấy, thì mới gặp tàu địch. Lúc bây giờ tàu địch nó đã bố trí sẵn, nó đã phục sẵn ở trong bến rồi. Thế nên nó bật đèn lên và nó hỏi chúng tôi là tàu nào, đi đâu. Thì chúng tôi trả lời là tàu đánh cá, đi vào tìm nước và dầu. Thì là đi. Thế chúng tôi trả lời như thế, nhưng mà địch nó không nghe. Máy bay đến cứ hết cái đợt pháo sáng nọ thì nó thả đợt pháo sáng kia. Cuối cùng thì đến 9 giờ sáng hôm sau là 24 tháng 4 thì phải đánh nhau thôi. Sau khi chiến đấu quyết liệt với máy bay địch, 4 chiến sĩ trên tàu đã hy sinh. Và để hồ sơ vũ khí không rơi vào tay quân địch, chính trị viên của tàu 645, Thiếu úy Nguyễn Văn Hiệu đã quyết định cho số chiến sĩ còn lại bơi vào bờ và một mình ở lại đánh bộc phá hủy tàu trước khi địch áp sát. Đứng thì anh Hiệu anh ấy đi ở bên dưới buồng ngủ, anh đi lên. Anh ấy hỏi, anh ấy bảo là rời tàu đi, xong rồi rời tàu đi. Đang nói chuyện thế thì ông ấy bất ngờ, ông ấy đẩy tôi xuống biển. Khi tôi nổi lên thì tôi nhìn lên thì tôi thấy ông ấy quay lưng, ông thấy tôi an toàn, ông quay lưng, ông đi vào buồng ngủ. Thì lúc bấy giờ là ông Hiệu ông ấy chủ động cho nổ tàu. Thế là tôi nghe cứ ịch một cái, thế là nước nó dâng lên. Thế tôi nhìn ra vị trí tàu thì những cái mảnh nó như cái bàn, cái ghế là nó rơi trước. Thế còn những cái mảnh như bàn chân, bàn tay này là nó rơi sau. Tôi nghĩ bụng ở thế này thì chết.
Chuyện về con tàu 645 thuộc đoàn 125 trong ký ức của cựu binh Thẩm Hồng Lăng dường như vừa xảy ra hôm qua, chứ không phải từ gần 60 năm trước. Rời quân ngũ, ông Lăng đã vào đại học, trở thành giảng viên của Đại học Hàng hải Hải Phòng. Nhưng chưa phút giây nào, ông quên đi được sự hy sinh anh dũng của người thủ trưởng của mình cùng với con tàu 645. Chở vũ khí vào miền Nam, thì chúng tôi có nhận nhiệm vụ là phải đưa được vũ khí đến tay cán bộ chiến sĩ miền Nam. Còn nếu không đưa được mà gặp địch thì phải hủy được vũ khí, không để cho địch nó lấy cái vũ khí ấy để nó đánh mình. Thế là hai cái nhiệm vụ ấy thì anh Hiệu anh đã hoàn thành và anh ấy rất xứng đáng được phong là anh hùng. Khi bắt đầu hành trình, mỗi tàu không số đều được gắn thuốc nổ. Mỗi chuyến đi như một lần truy điệu, nhưng hàng nghìn chiến sĩ được giao nhiệm vụ trên những con tàu ấy vẫn dũng cảm, kiên cường, vận chuyển hàng trăm ngàn tấn vũ khí, cán bộ chiến sĩ ra Bắc vào Nam. Trong số hàng trăm chiến sĩ của đoàn tàu không số đã hy sinh trên đường Hồ Chí Minh trên biển, cho đến nay, chỉ duy nhất hài cốt của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệu được tìm thấy. Vẫn còn 96 chiến sĩ nữa vẫn đang nằm lại giữa biển khơi. Để rồi mỗi khi nói về đường Hồ Chí Minh trên biển, những người đồng đội trở về kể về nó với giọng đầy niềm tự hào nhưng vẫn không giấu được nỗi day dứt khi nghĩ về đồng đội đã hy sinh. Dưới chân đài tưởng niệm, bè bạn cũng về đây. Sao mà thấy thiếu, quân số chưa đủ đầy. Bao con tàu không số ra đi không ngày về, không có bia ghi mộ tên anh giữa đồng quê. Không có hương tỏa khói, chỉ ngọc viết long lanh. Nhờ biển khơi giữ hộ, ngôi mộ đồng đội tôi và con tàu không số êm ru giữa biển trời. Một bài thơ không rõ tác giả, nhưng ông Hiếu vẫn đọc đi đọc lại mỗi lần quay trở về km số 0, địa phận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng để tri ân đồng đội. Chính tại đây, từ năm 1964 đến năm 1967, ông Nguyễn Gia Hiếu đã lên con tàu C-41, tiền thân là tàu gỗ 41 Phương Đông 1, con thuyền mở đường Hồ Chí Minh trên biển để làm nhiệm vụ chở người và vũ khí vào chi viện cho miền Nam. Chuyến đầu tiên vào bến Vàm Lũng, Cà Mau, ba chuyến sau vào bến Vũng Rô, Tuy Hòa, Phú Yên, tàu đều hoàn thành nhiệm vụ khi cập bến an toàn. Tuy nhiên, đến cuối tháng 10 năm 1967, trong chuyến thứ 5 vào biển Đức Phổ, Quảng Ngãi, thời tiết gió mùa nên sóng to gió lớn, tàu đã xảy ra sự cố khi không bắt được liên lạc với bến. Nhà nó phát hiện tàu mình thì nó đánh tín hiệu, nó gọi thì mình không chán hỏi vào quyết tâm vào. Vào xong đó xác định là không thể ra được, nếu ra thì sẽ chiến đấu. Mà chiến đấu thì hai bên là không cân sức vì mình chỉ là đơn phương đồng mã một mình. Phương tiện mình là nhỏ, hai nữa phương tiện chiến đấu vũ khí mình thì không hiện đại. Cái lúc mà khó khăn nhất là cái tàu chúng tôi bị vào sóng nó đánh vào bờ, cho nên là bị cong trên vịt. Cho khi nổ máy là máy rung nó không thể chạy được. Thì quyết định là không thể ra nữa thì bắt kiếp nổ để phá tàu. Thì cho lệnh của thuyền trưởng tức là anh em rời tàu hết để lại còn có ba người ở lại để phá tàu. Từ một địa điểm tập kết vận chuyển vũ khí bí mật chi viện cho miền Nam, sau 60 năm, bến K-15 bây giờ chỉ còn lại dấu tích thời gian. Không hẹn mà gặp, trong chuyến tham quan bến K-15, thầy trò trường Trung học cơ sở Phúc Thọ Hà Nội đã gặp được những nhân chứng lịch sử của con đường huyền thoại Hồ Chí Minh trên biển. Câu chuyện được những nhân chứng lịch sử kể lại đã thắp lên niềm tự hào về sự hy sinh của bao thế hệ cha ông cho độc lập, thống nhất đất nước. Vợ con chỉ đến thắp hương làm lễ thôi, nhưng mà đã gặp một chuyến tình cờ và bất ngờ các bác đến đây và quay phỏng vấn, thì bọn con cũng có được các bác kể về lịch sử về ngày trước, thì bọn con cảm thấy rất bổ ích ạ. Và chúng tôi biết là cái tuyến đường này đã làm nên một cái lịch sử rất là oanh liệt, góp phần rất là tích cực để chúng ta giải phóng được miền Nam, thống nhất đất nước. Đây là cũng là cái khơi dậy cho các em truyền thống yêu nước, cũng như là từ đó là các em có thể hiểu về truyền thống của quê hương đất nước, những công lao của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ cũng như là xây dựng Tổ quốc. Từ đó các em có cái trách nhiệm hơn trong việc học tập và sau này thì các em sẽ trở thành những cái công dân tốt của đất nước. Trên bến K-15, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng
cũng đã dựng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của đoàn tàu không số như hàng chục khu tưởng niệm khác ở nhiều địa phương suốt dọc dài đất nước để mỗi một con người biết trân quý hơn cuộc sống hòa bình hôm nay.